Đảng ủy Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Tam, anh hùng lao động, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Đến dự có lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng viên anh hùng lao động Lê Văn Tam là người có đóng góp hết sức quan trọng trong phát triển nhà máy đường và vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn. Biến một vùng đất khô cằn, quanh năm nghèo đói, trở nên chủ phú, tạo nền tảng cho sự phát triển vùng kinh tế động lực phía Tây Thanh Hóa Ông được nông dân nhắc đến như người bạn thân thiết, một người anh hùng vùng mía Lam Sơn, người đưa công ty cổ phần mía đường Lam Sơn tiên phong đi đầu trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới công nghiệp mía đường, phát triển liên minh công nông, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vùng mía đường Lam Sơn và tỉnh Thanh Hóa. Với những đóng góp to lớn, đảng viên Lê Văn Tam đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, huân trường lao động hạng nhất, danh hiệu vì sự phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi lễ, lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Tam, ghi nhận những đóng góp và vai trò của ông trong quá trình xây dựng đảng. Nhân dịp này, đảng ủy Công ty Cổ phần Biết đường Lam Sơn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung Đảng khóa 13 và của Ban thường vụ Tỉnh ủy và thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên công ty.